Xin chào các bạn, mình là Hải Vũ. Và sáng hôm nay Hải Vũ quyết định làm lại cái này các bạn, tút hết lá và làm lại một số dây kẽm cho cái cây mai này. Cây mai này nó đang có cái bóng cũng khá là nhiều. Cái này mình cũng mới vừa giao lưu về các bạn. Và cái này có bộ đế cũng khá là đẹp. Và sáng nay mình quyết định tút lá lại các bạn, tút lá lại và vô lại một số dây kẽm. Và mình làm clip này đăng lên cho các bạn xem và chiêm ngưỡng cho vui nghe. Xem với anh em nhà mình làm tay cành cho cây mai này như thế nào. Đẹp xấu gì các bạn cứ bình luận dưới phần tin nhắn. Mai này nó đang có cái bóng cũng khá là đẹp. Bạn xem lại. Sáng giờ mình tút được mấy cành rồi các bạn ơi. Rồi các bạn chờ xem mình anh em mình sẽ làm lại cái dàn tay cành cho cái mai này. Cái này nó cũng hoàn thiện rồi các bạn. Tay cành ring hết. Để mình sửa vô dây kẽm lại các bạn.
Và cây mai này đó mình làm xong dây kẽm rồi các bạn. Một tuần sau, đây là hình ảnh một tuần sau mình làm xong, một số dây kẽm và nó đang phát lá nâu đó. Đang phát lá nâu. Trong thời gian làm dây kẽm cây mai này thì mình không quay các bạn, mình không có quay, nên bây giờ mình làm clip này là khoảng một tuần sau. Đó. Sau khi mình làm đó, các bạn xem lại, có một số tay cành cũng khá là rõ ràng. Và cây mai này, nếu bạn nào có nhu cầu giao lưu thì hãy điện thoại trực tiếp cho Hải Vũ. Số điện thoại của Hải Vũ là 077 555 2155. Đây là một cây cây mai xanh dòng thanh mai các bạn. Những tay cành rinh. Đó. Những tay cành rinh hết.